À rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái nội dung mà các bạn muốn làm YouTube và TikTok cùng trên một cái video đó thì chúng ta có kiếm tiền được hay không? Đó, thì các bạn muốn kiếm tiền cùng một cái video trên hai nền tảng YouTube và TikTok đấy mà là nội dung của chúng ta sáng tạo ra ấy thì các bạn vẫn kiếm tiền bình thường, vẫn ok, không vấn đề gì cả với một cái điều kiện là các bạn phải biết cách chúng ta đăng đó, ví dụ như là các bạn vẫn chơi trên hai nền tảng TikTok và YouTube mà sử dụng cùng một cái video đó thì các bạn lên đăng trên nền tảng YouTube trước sau đó thì các bạn mới đăng lên uh, TikTok sau tại vì cái nền uh, tảng YouTube nó sẽ gắt hơn ở trên TikTok các bạn nhé nếu mà cái nội dung của các bạn mà đăng lên TikTok trước mà các bạn đăng lên YouTube xong đó thì nó hay gặp cái vấn đề khi các bạn đăng một cái video lên TikTok rồi, nếu mà có một ai đó người ta sẽ re-up. người ta tải cái video của các bạn ở trên TikTok và mà người ta đăng lên kênh uh, YouTube trước các bạn ấy thì các bạn sẽ gặp cái vấn đề khi các bạn bật kiếm tiền bên YouTube nó sẽ bị cái lỗi là sử dụng lại nội dung. Đó thì các bạn sẽ không bật kiếm tiền được. Thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải đăng lên YouTube trước. Đó, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái video gốc đó các bạn chỉnh sửa lại ví dụ như là các bạn làm ngắn đi một tí hoặc là các bạn làm dài hơn một tí sau đó thì các bạn đăng lên uh, tiktok xong đó, thì chúng ta sẽ kiếm tiền vẫn là ok à, còn cái vấn đề thứ hai nữa là các bạn làm và cái nội dung re up mà các bạn muốn chơi trên hai nền tảng youtube và tiktok ấy, thì rất là khó đối với nền tảng uh, youtube các bạn nhé nếu mà các bạn làm re up thì các bạn chơi ở trên tiktok thì vẫn là ok và chúng ta vẫn kiếm tiền ngon lành. Mà các bạn mà lấy cái video các bạn re-up mà các bạn đăng lên youtube ý, thì các bạn sau này chúng ta bật kiếm tiền nó sẽ bị dính vào cái lỗi sử dụng lại nội dung và uh, youtube nó sẽ không duyệt kiếm tiền chúng ta đâu. đấy nên là các bạn phải lưu ý. Nếu mà các bạn muốn làm re-up mà chúng ta bật được kiếm tiền ý, thì chúng ta cần phải làm bán content các bạn nhé. đó các bạn sẽ lấy video ở trên những cái nguồn như là Facebook này hay là ở trên TikTok Trung Quốc và các bạn chỉnh sửa và các bạn sẽ thêm cái nội dung của chúng ta vào các bạn xuất hiện gương mặt của chúng ta lên và các bạn bình luận review lại cái video đó và các bạn làm mới lên thì các bạn mới chiến được trên hai nền tảng nếu mà các bạn đi app về mà các bạn cứ chỉnh sửa qua qua như ở trên TikTok thì các bạn sẽ không thể bật kiếm tiền ở trên YouTube được đó thì đối với cái nội dung đi ở trên youtube ấy, thì cũng có rất nhiều người người ta bật được kiếm tiền trên cái nội dung đó nhưng mà các bạn cũng cần phải lưu ý làm sao người ta bật được ấy thì là tức là những cái kênh người ta làm và cái video short ngắn ở trên youtube ấy, thì người ta vẫn bật kiếm tiền được với một cái điều kiện là kênh youtube của họ trước người ta đã nhận được quỹ short đấy và người ta duy trì cái quỹ short ấy từ đầu đến cuối khi chúng ta bật kiếm tiền đó. thì người ta vẫn bật được cái thứ hai nữa là người ta có cái nguồn Đó, Ví dụ như là các bạn có những cái nguồn mà nó chưa có xuất hiện ở trên Youtube ý, Thì các bạn vẫn bật kiếm tiền được Đó. Còn những cái kênh nào người ta bật được ý, thì người ta rất có rất nhiều cách và có rất nhiều thủ thuật đấy, Ví dụ người ta đấy up 100% đấy, Người ta có những cái con gà mà người ta đã bay pin người ta nhận tiền vào Khi người ta bật kiếm tiền người ta add vào ý, thì người ta vẫn bật kiếm tiền được đó nhưng mà người ta phải biết cách làm đó, ví dụ như chúng ta mà đang chơi cái nền tảng tiktok mà chúng ta đi up mà chúng ta cũng đăng lên ở trên youtube thì thực sự là chúng ta sẽ không bật kiếm tiền ở đâu đó nếu mà các bạn muốn bật kiếm tiền và cái nội dung đi up ở trên hai nền tảng thì chúng ta sẽ khó rất khó để chúng ta bật được ở trên youtube đó, các bạn muốn bật được thì các bạn cần phải làm bán con ten các bạn xuất hiện gương mặt tức là một lửa video của các bạn đi up và một lửa video của các bạn đó các bạn xuất hiện gương mặt này hoặc là các bạn review các bạn làm mới và các bạn làm những cái video nó ngắn ngắn khoảng 12 giây đổ lại thôi. Đó thì có khả năng là chúng ta bật kiếm tiền được, còn các bạn đi up 100% thì chúng ta sẽ không bật kiếm tiền được đâu đó thì đối với trên uh, youtube thì rất là khó hơn nha các bạn nhé nếu mà các bạn làm uh, các bạn bật kiếm tiền được rồi Đấy, sau này thì chúng ta cũng uh, gặp cái khó khăn về bản quyền Đấy, ví dụ như là cái chủ sở hữu của cái video đó người ta cũng làm youtube ý, thì người ta uh, quét trên cái mục copyright tool và người ta thấy cái video của chúng ta ở trên đó thì người ta sẽ đánh bản quyền cái video của chúng ta và chúng ta sẽ bị uh, mất kênh các bạn nhé nên là các bạn cũng phải lưu ý ha